Hello. Xin chào các bạn. Chúng mình lại gặp lại nhau trong video mới tuần này. Nhìn qua cái đống đồ ăn này là các bạn cũng biết chủ đề chính trong video ngày hôm nay chúng ta là gì đúng không? Chính xác, mình sẽ thử hết những cái món đồ ăn vặt này mà mình mua trên Taobao. Kể nhanh một chút về câu chuyện khi mà mình muốn đặt cái đống đồ này để làm video ấy, thì mình đã lên Taobao và mình nhìn thấy có rất là nhiều món ăn ngon, kiểu tôm hùm đất này, trời ơi, các loại chè này, thịt gà, chân ngan, chân ngỗng, đủ các thể loại món ăn nhìn ngon mắt dã man luôn ấy. Và mình cũng tí tởn mình đặt thôi, nhưng mà mình không hề biết là những cái món ăn đó nó không được ship overseas, nó không chuyển ra nước ngoài. Thế nên là mình đã phải cancel và hoàn tiền không biết là bao nhiêu lần rồi. Mình đã đưa ra một quyết định, chính là nhờ một người bạn Trung Quốc của mình đặt cho mình những cái món ăn mà Taobao họ nhận ship sang nước ngoài. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Ta-ta! Ở đây thì chúng mình có mì này. Cái này cũng là mì ra nhá. Mì này, mấy cái thể loại đồ ăn vặt này, hình như có cả kẹo, cả bánh, trà sữa, sữa chua, bánh quy. Đó, nhìn sơ qua như vậy. Đa phần ở đây thì đến 99% là mình chưa hề ăn một cái món đâu cả. Bởi vì nói thật với các bạn là mình không hợp với đồ ăn Trung Quốc, mình không thích đồ ăn Trung Quốc, và mình cũng là một dạng kén ăn nữa. Thế nên là những cái món này khi mà mình đi ra ngoài mà bảo mình mua là chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình mua đâu. Và mình biết là cái sức ăn của mình nó rất là yếu, thế nên là mình đã phải nhịn đói từ sáng đến tận bây giờ để mình có thể cố gắng thử càng nhiều càng tốt những cái món ở trên này. Chắc chắn là sẽ không hết đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng thử càng nhiều càng tốt. Ok, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đi vào video nhé. Bây giờ thì mình đang đói mà mấy cái hộp mì này nó đang cứ gọi mời mình ý, thế nên là mình sẽ ăn mì trước đi. Ở đây thì mình có 3 hộp mì và 1 gói mì. Bây giờ không biết chọn cái hộp mì nào, bởi vì 3 cái hộp này thì chẳng hộp nào là mình đã ăn rồi cả, nên là mình không biết. Nhưng mà sao cái hộp mì này nó lại y hình con chó nhỉ? What? Chắc là không phải thích ăn cho chó đấy đúng không? Có con chó nào bị ăn mì không mà các bạn? Thôi, tất nhiên là không nên thử cái này. Nếu mà thích ăn cho chó thật chết. Mình sẽ ăn cái này đi. Khi mà mình mua cái đống đồ ăn này này thì là khoảng 2 tháng trước đây, thì bạn mình nó có nói là cái mì này nó rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc và có rất là nhiều người thích ăn cái mì này. Và đến cái khoảng thời gian gần đây, khi mà mình xem ở trên Facebook ấy, rồi trên các trang web bán hàng điện tử, thì thấy cái mì này nó bán quá nhiều luôn ấy, bán lan tràn luôn. Thế nên mình nghĩ là chắc là cái mì này nó sẽ rất là ngon, thế nên là nó mới phổ biến ở nhiều nước như vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ bóc ra để mình ăn thử xem là như thế nào nha. Rồi. Hôm nay không có móng tay luôn ý, không thể nào mà cậy ra được ý. Chết rồi, vỡ mì mất. Đây, chúng mình sẽ cùng xem bên trong là như nào. Mì đây. Mì, miến mì gì đó. Và một số những cái thể loại gói nghĩa gia vị. Ôi giời, thìa rồi. Ui, nhiều gia vị vậy. Trông có vẻ đầy đặn đấy, nhưng mà người ta không có hướng dẫn làm như nào để nấu nhá. Có phải nấu như là cái mì bình thường không nhỉ? Cái toàn tiếng Tàu ấy, chả hiểu cái gì cả. Để mình Google xem nào. Bước 1, cho tất cả mọi thứ vào trong cái xô. Nhầm. Cái bát, cái cốc này. Đun nước sôi lên và đậy nắp vào trong vòng 4 đến 5 phút. Và có thể ăn trực tiếp. Rồi, ok. Thế là nấu giống như là mình ăn mì bình thường thôi. Thật sự là không có móng tay sống bất tiện vô cùng ấy các bạn ạ. Cậy cái gì cũng phải cho lên mồm. Đói dã man luôn thề. Từ sáng đến giờ làm bao nhiêu việc xong rồi cố nhịn để quay cái video này. Các bạn có chơi Coin Master không? Mình đang chơi lại cái Coin Master mà mấy năm trước mình chơi xong mình bị phá nhà, tức quá mình bỏ luôn. Thế là mình chơi lại các bạn ạ. Mình phát hiện ra là trong fan list của mình có một cái thành phần mà đã vào cướp nhà của mình rồi, xong lại còn đánh cho nhà mình tan tác khói lửa luôn. Sáng nào ngủ dậy là cũng thấy nhà mình bốc khói đen thui lùi, cáu phát điên luôn. Các bạn mà có chơi các bạn vào trả thù hộ mình với. Ghét quá trời ghét luôn, là đã ăn cướp rồi lại còn la làng. Rồi ok, đầy đủ gia vị ở đây. Mình sẽ mang đi ra ngoài kia. Chắc nước vào hết chưa nhỉ? Hết rồi đấy. Đổ nước vào đây. Ok. Đây, nước đã tới. Bây giờ thì mình sẽ đậy cái nắp này vào và cho nó chờ trong 4 phút. Trong lúc mà mình chờ nước sôi thì mình có lên đọc một số thông tin của cái mì này, thì mình phát hiện ra đây người ta gọi là miến Trùng Khánh các bạn. Không biết là có xuất phát từ miến Trùng Khánh không, nhưng mà tên của người ta gọi là miến Trùng Khánh. Và Trùng Khánh thì là quê hương của em Chiến nhà mình. Chắc chắn là sẽ ngon, đảm bảo là sẽ ngon. Quê của em Chiến không có cái gì là không ngon hết. Trong lúc chờ cho cái miến này nó chín chín một chút thì mình sẽ bốc một vài cái đồ ăn vặt ở đây để mình thử xem như nào nha. Không biết cái này là cái gì luôn ấy.
Đây, mình sẽ ăn thử cái này xem nó là cái vị gì. Mùi... mùi kiểu gì gì ấy. Mình như đây là... đây là đậu hay sao các bạn? Đậu mà cay thế. Thế rồi mình không tả được cái này nó như nào cả. Nói chung là mình không có năng khiếu trong cái khoản nấu ăn, nấu nướng gì đâu. Nên là mình ăn một món đồ thì mình chỉ biết ăn thì thôi. Chứ bảo mình đọc nguyên liệu trong này ra thì mình cũng chịu. Mình chỉ biết là nó là cái miếng đậu phụ ấy. Nhưng mà các bạn biết cái vỏ ở bên trên của cái miếng đậu phụ không? Cái lớp cứng cứng ở ngoài ấy. Thì đây, đây chính là cái lớp cứng cứng của cái vỏ đậu phụ ở đây. Nói chung là với mình thì nó không hợp khẩu vị đâu lắm. Ê nhưng mà sao nó mặn ấy nhỉ? Thì như cái này là ăn với cơm hay sao ấy. Ăn với cơm hay ăn với cháo ấy. Ôi, vừa mặn vừa cay. Kiếm nước uống. Ở đây là mình có nước đào và nước nho hồng. Ok, nhưng mà ở ngoài thì hình thì in hình quả cam các bạn ạ. Đây là cái ống hút có sẵn này. Thề luôn ý, quá ngu luôn ý. Cái ống hút người ta cho sẵn có cái đầu nhọn nhọn này để chọc nhá. Mình không chọc các bạn, mình lấy cái kéo mình rạch một đường ở trên cái miếng thép này của cái hộp đồ uống. Ông ơi sao thông minh nhỉ? Thật sự luôn ý. Hết đời. Cái miếng đầu tiên nhá, nó sặc mùi đào luôn ý. Xong rồi hút đến miếng thứ hai thì nó lại có mùi trà các bạn ạ. Đấy, cái này lại có mùi trà này. Mận trà. Có mùi đào. Không thấy mùi nho đâu cả. Nhưng mà có mùi trà và mùi đào. Nó không quyện hòa quyện với nhau mà nó kiểu lần lượt. Bên trong cũng chỉ là nước thôi mà chắc là vừa nãy là mình chưa lắc này các bạn ạ. Nên là uống lớp trên thì nó là vị đào, ở dưới thì nó trà nó lắng xuống. Cũng được ấy. Lúc mới uống thì chưa lắc lên thì nó kỳ kỳ nhưng mà uống thấy ngon phết đấy. Cái này là phải có trân châu vào nó mới ngon. Ở đây mình cũng có cả sữa chua trân châu ấy. Cái này là cái sữa chua trân châu matcha này. Để lát nữa mình thử xem như thế nào. Đồ ăn thì mình có thể ăn được ít nhưng mà riêng nước uống thì mình uống rất nhiều. Hay là chắc chắn là mình sẽ thử hết cái đống đồ uống ở trên này. Bạn không thích cái này. Mùi kỳ kỳ. Chắc là mì của mình rồi đấy. Sốt quá. Hôm nay đồ ăn toàn những cái đồ Trung Quốc mà nó có nhiều gia vị biết. Mà mình lại đi mặc áo trắng các bạn. Thật là thông minh sáng suốt. Chắc chín rồi đấy nhỉ. Ê nó cũng có cái mùi kỳ kỳ giống như cái đậu phụ kia là sao ta. Cái mùi này là mùi gì. Bên trong thì là sợi miến. Mình rất thích ăn cái sợi miến này. Khi nó nở ra ăn nó kiểu nó dai dai, nó vui vui ý. Em nghe mùi có vẻ cay ý các bạn ạ. Nóng quá. Các bạn có biết là cái quả, có một cái quả mà nó bán ở ngoài siêu thị, nó phơi khô mà nó nhỏ nhỏ, xong rồi nó để cho vào những cái hương liệu của món Trung Quốc không? Mà cái mùi nó rất là nồng ý. Mình không nhớ nó gọi là quả hồi là cái gì nhỉ. Nói chung là mình mù tịt với những cái kiến thức lương thực, thực phẩm, đồ ăn, đồ uống luôn á. Thì mình chỉ tả cho các bạn cái mùi của nó. Rất là hắc, nó hắc lắm luôn ý. Ăn một lúc lại thấy chua chua. Ôi, càng ăn càng thấy chua luôn ý. Mà trong này nó còn kiểu hơi một chút mùi thuốc bắc ấy. Nhưng mà được cái là nó khá là đậm đà các bạn ạ. Ăn cũng được. Cho 7 điểm. Thực ra là chỉ cho 5 điểm. Kết cho mấy chỗ lúc nữa. Thực ra là sẽ chỉ cho 5 điểm thôi. Nhưng mà bởi vì đây là Trùng Khánh quê hương của em Chiến nha mình, thì nên mình sẽ cộng thêm cho 2 điểm. Mà nhá, khi mình ăn cái này này, cái hương liệu và cái nguyên liệu để làm ra cái này, cái sốt của cái mì này này, nó sẽ làm nóng người ấy các bạn. Tất nhiên là mình đổ nước sôi vào thì nó gây nóng là chuyện dễ hiểu rồi. Nhưng mà ý mình bảo là nó gây nóng trong ấy. Thế nên là bạn nào mà kiểu hay bị mụn với cả táo bón là tránh xa cái này ra. Nó lại còn cay ấy. Mình lại bị phá nhà mất rồi các bạn ơi. Các bạn vào trả thù cho mình với. Mình có hột lạc ngon các bạn. Mì thì không ngon lắm nhưng mà mình có hột lạc thì rất là ngon, rất là bùi. Mà rất là to nha. Cái gói mì to đùng cho có 2 hột lạc. Thì bo vậy.
mình ăn rất là ít, nhưng mà mình lại ăn rất nhiều bữa, mồm lúc nào cũng trong tình trạng đang nhai 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 cạp 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 gì đó, nhưng mà ăn bữa chính thì không bao giờ ăn được nhiều. Cái hộp mì hình con chó này lát nữa mình sẽ hỏi bạn mình xem là nó có thật sự là cho chó, nó có thật sự là cho người không hay là nó cho chó. Thật là ngớ ngẩn khi mà thức ăn cho người lại đi in hình con chó lên. Bây giờ thì mình sẽ thử sang một cái khác đi, kẹo đi. Đây là kẹo táo, bên trong hình như đó nó là kẹo dẻo hay sao ấy, mình không biết chính xác lắm. Đúng kẹo dẻo các bạn ạ. So cute. Zoom chưa? Focus chưa? Massage quá chả nhìn gì cả. Ngon. Mình rất thích ăn kẹo dẻo. Mình còn một gói nữa. Cái quả này là quả gì nhỉ? Quả nho à? Mấy cái thể loại kẹo dẻo á là mình ăn đúng kiểu không ngừng, ăn non stop luôn ý. Ngồi làm việc cứ nhai, cứ bốc rồi nhai, bốc rồi nhai, ăn không biết ngán luôn ý, ăn nhiều dã man luôn. Ngon quá. Cái này 10 điểm. Rất ngon. Cái này thực ra là mình đã thử qua một lần cách đây 5-6 năm rồi. Đợt đấy là mình sang Trung Quốc chơi thì bạn mình có đưa cho mình một cái gói có những cái này ở bên trong, nhưng mà nó là phiên bản to ấy, chứ không phải là cái nhỏ nhỏ đâu. Nó như một quyển vở nên nó to dã man, xong rồi bên trong nhiều. Nó đưa cho mình, nó bảo ăn thì ngon lắm, người Trung Quốc ai cũng thích. Mình không có ấn tượng tốt lắm về cái món này. Mình thấy nó như là dây thừng, xong rồi ngâm cho nó mềm ra, xong rồi trộn với ớt ấy các bạn ạ. Chả thấy nó ngon gì cả. Nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng chưa thử lại, nên là ngày hôm nay mình sẽ thử lại xem là cái ác cảm nó còn hay không. Nó tạo hình cũng như là cái hình dây thừng luôn ấy, nó cũng xoắn 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 lên nè. Trông nó giống dây thừng dã man luôn ấy. Nhưng mà cái dây thừng này nó không ghê như cái dây thừng lần trước mà mình ăn ở bên Trung. Cái này ăn nó hơi ngọt ngọt, mùi nó khá là nhẹ. Cái hình như không phải các bạn ạ. Cái này không phải là cái dây thừng mà ngày trước bạn mình đưa cho mình. Cái dây thừng đấy mùi nó kỳ kỳ làm sao ấy. Là cái này hay sao ấy. Hỏi cái này để mình thử lại xem. Tí đi cả hàm răng. Thực ra là ăn cũng vui vui ấy. Cũng sẽ ăn cũng ngon ngon ngọt ngọt. Mình ăn hết một gói này, hơi dai chứ. Không phải hơi dai mà rất dai. Rất rất dai. Sao mình chưa ăn xong mà mình cảm thấy như là mùi té re nó ngập tràn căn phòng rồi nhỉ. Nghi á. Cái này nó là củ cải muối, muối với ớt. Nhìn ngon đấy, mình ăn thử xem. Mình thấy đồng nghiệp mình mấy người Trung Quốc người ta rất là thích ăn mấy cái này với cả cháo ấy các bạn. Người ta bảo ăn nó hợp, nó ngon. À quên, xin lỗi nhá. Này ăn chưa mời các bạn. Đây là cái củ cải ở bên trong. Sao có củ cải mà bé tí xíu này nhỉ? Chua chua, ngọt ngọt. Và đặc biệt mình rất thích nó là rất là giòn nữa. Và cay cay. Khá cay đấy. Ngon. Ngon đấy, ngon đấy. Mới ăn miếng thứ hai đã nghiền nha. Tuyệt vời mất rồi. Ngon quá. Hết rồi. À đây. Trời ơi, ngay trước mắt. Cái dây thừng như này. Đây chính là cái dây thừng mà mình nói đến cho các bạn này. Y hệt luôn. Cái này từ Trung Quốc. Người ta gọi là cái gì théo ấy nhỉ? Cái gì théo théo nhỉ? La théo à? La là cay xong rồi théo ấy, như là dây thừng ấy rồi. Dây thừng cay. Không phải đâu, mình nói đùa đấy. Đây mới chính là cái dây thừng mà mình bảo các bạn này. Để lát nữa mình ăn lại xem là cái vị của nó có còn khó chịu như ngày xưa không nha. Mình sẽ phải ăn hết cái gói này đã, xong rồi mình mới chuyển sang ăn những cái khác được. Vì cứ mỗi lần mà mình định bốc một cái gì đó mới để ăn thì mình cứ đá mắt sang cái gói kẹo dẻo ấy thôi ấy. Nên là mình phải ăn hết đi cho yên lòng. Đây là cái trà hoa cúc. Bên trong này là có nguyên một cái bông hoa cúc. Xong rồi chúng mình pha trà, thả cái bông hoa cúc này vào trong cái ấm nước ấy, thì nó sẽ nở bung như này, nhìn rất là đẹp, rất là xịn luôn. Nhưng mà thôi, hiện tại thì mình sẽ không uống cái trà nữa. Đang ăn mấy cái thứ linh tinh này mà uống thêm cả trà và nữa là thể nào cũng té re luôn. Ôi, nhưng mà mình cũng đã uống trà đào mà nhỉ. Thôi bỏ qua đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái dây thừng này lên thớt. Cái mùi nhá, không khác gì so với ngày xưa luôn. Đây chính là cái món dây thừng mà mình không có mấy thiện cảm với nó cho lắm. Nhưng mà rất là nhiều người Trung Quốc người ta thích ăn cái này lắm. Wow. Mình vẫn là chàng ngày xưa các bạn, nó không khác gì so với cái ấn tượng ban đầu của mình. Wow. Nổi hết cả da gà này, chân lông tay dựng đứng lên luôn rồi này. Wow. Mình sợ là món này dã man luôn ấy. Thôi không được, không cố được. Thật sự là vẫn
không thể tiêu thụ được cái món dây thừng này. Nó như kiểu là cái miếng bóp mỡ, xong rồi nó được chiên đi chiên lại nhiều lần mà nó khô, nó quắt vào ấy, xong rồi người ta làm mềm nó ra nhá. Thế là người ta bắt đầu trộn gia vị này, trộn mỡ này, trộn đủ các thể loại vào này. Thế là xong rồi ăn nó cứ nhai, nó cứ bọc bẹp vào trong mồm ấy. Rồi nó còn có cái mùi rất là nồng, rất là nặng mà nó có hơi ngọt ngọt nữa cơ. Thật sự là mình... không, không, xin thành cảm ơn, không bao giờ có ngày gặp lại. Hình như cái này cũng là kiểu dẻo hay sao ấy. Hy vọng là nó sẽ ngon để bù đắp những cái tổn thương tinh thần vừa nãy mà cái sợi dây thừng nó gây ra cho mình. Ê, không phải kẹo dẻo các bạn ạ, mùi gì ấy? Sao mùi nó không khắm ấy? Nhìn cái này mới nhớ ra là các bạn có xem một cái bộ phim Chuyến tàu băng giá. Phim này nó kể là những cái con người còn lại trên thế giới, người ta phải cùng nhau sinh tồn trên một cái đoàn tàu mà chạy xung quanh thế giới suốt bao nhiêu năm ấy. Thì ở đấy họ có phân chia giai cấp. Cái khoang đầu tiên thì là của nhà giàu, rồi nhà thường, nhà dân, rồi nhà lao động gì gì đó. Thì trong phim đấy họ có một cái cảnh là những cái người mà tầng lớp lao động, tầng lớp nghèo hèn kém nhất đi thì sẽ phải ăn những cái miếng thạch được làm từ con rán. Mà nói thật với các bạn, khi mà mình nhìn thấy cái này mình lại nhớ đến cái bộ phim đấy vô cùng luôn ấy. Em, mình kể như thế xong rồi mình ăn vào mồm thì sao nhỉ? Em, sao mình ngu rồi đấy. Để mình thử nhá. Cho xin miếng nhỏ nhỏ thôi nè. Ngon ngon bạn ạ, ngon ngon, rất ngon. Rất ngon. Đây là giống cái lọ mứt nhưng mà nó được đóng thành cái dạng dạng thạch như thế này. Không biết cái này có phải gọi là thạch không, nhưng mà nó đóng thành cái dạng như này. Nó chua chua, ngọt ngọt, vị cũng giống ô mai nữa. Ngon lắm. Ngon ngon ngon. Thích 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 thích. Ui, ăn được 3 miếng mình thấy tươi ngọt quá. Cái này chưa? Hết rồi, cốc này hết rồi. Mình sẽ khui sang cái hộp trà sữa này nha, để xem là bên trong nó như thế nào. Cũng không hiểu là uống kiểu gì cơ. Phải pha thật các bạn ạ. Pha kiểu gì nhỉ? Đàn tính tàu ở bốt nào nó hiểu được. Nếu như mà uống lạnh thì cho cái túi bột trà sữa và cái túi nho khô là cái túi nào đấy? Túi nho khô thì cũng toàn tiếng tàu hết ạ. À, như cái này có hình quả nho này, chắc là túi nho khô này. Dịch gì cũng không hiểu, dịch cái gì luôn cơ. Thêm 85ml và 110ml nước nóng. Ê, đọc lại nhá. Thêm 85ml và 110ml nước nóng. 85ml, à. Ôi giời ơi, con lệ bà Google luôn đấy. Ở đây người ta ghi là thêm 110ml nước nóng ở 85 độ C. Có chữ độ C đây, bà không dịch, bà lại dịch thành mil. Chán đời bà. Rồi thêm một ít đá cho vào trong cốc rồi uống thôi. Cho nó vào trong này trước này. Còn nho khô thật thì buồn cười vậy. Như cái này làm là chân trâu ấy các bạn ạ. Ừ, chân trâu đấy. Đây, đây chính là những cái thành phần trong cái cốc trà sữa. Ok, để mình đi đổ nước nóng vào xem nào. Đây, mình đã lấy nước rồi đây. Nhưng mà mình nghĩ là cái chân trâu này nó ở trong này nó kiểu đông lạnh ý. Thế nên là mình sẽ ủ cho nó nóng nóng, nó mềm mềm ra một tí rồi mình sẽ cho đá vào. Trong lúc chờ thì mình sẽ kiếm một cái gì đó khác để ăn. Cái bánh này đi, nhìn trên cute. Nào, không biết nó là cái gì. Đấy, nó chỉ thế này thôi, bên trong thì nó có cái cục gì đen đen ý. Để ăn thử xem thế nào. Đau ơi. Cười á. Uầy. Cái này như là kiểu bột chưa nấu chín ý. Các bạn ăn nó tanh dã man luôn ý. Xem bên trong là cái gì. Đau ơi. Bên trong như kiểu cái dạng mứt gì ý. Cái này không ăn được, cái này không ăn được. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Cuộc đời lên xuống, ăn được một món ngon thì sẽ phải chịu một món dở. Ô, sao cái dở dữ vậy trời. Cái này cũng là một loại dây thừng khác này. Có nên ăn không nhở? Ô, mình sợ mấy cái hình sợi sợi dây dây này ghê cơ. Mình thử sang khác đi, cái này đi. Thịt bò, thịt lợn thì không biết. Đóng thẳng. Ôi, cái mùi nó giống dây thừng lắm các bạn ạ. Ôi, giống dã man luôn ý, thề. Đúng không? Giống thế. Ôi. Ôi. Chính nó và đồng bọn cơ ạ. Chúng nó chỉ có thay đổi hình dạng từ dạng sợi sang dạng khối như thế này thôi. Nói chung là ôi. Ôi không, không. Xin chào, hẹn gặp lại. À không, không hẹn gặp lại đâu, sợ quá. Em ấy cũng là dây thừng luôn ấy, thề thật sự luôn ấy. Sao mọi người mua cho mình lắm dây thừng vậy? Để mình check xem là cái trà sữa này được chưa đã. Chứ rồi quên không khuấy các bạn ạ, nó đặc một đống vào trong này. Ngon đấy các bạn ạ. Ngon đấy, ngon đấy. Để mình ra thì mình lấy đá nhá. Chắc là phải chờ một lát cho đá nó tan ra ấy, thì nó mới đỡ nóng được. Mình sẽ phải bóc cái kẹo dẻo này ra.
ăn đã. Nhìn nó hấp dẫn quá không chịu được. Hình cũng là hình chùm nho này, nhìn cute dã man luôn ý. Ngon quá. Kẹo dẻo trên đời cái nào cũng ngon hết. Ngon các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì cái này nó là cái bột ý, thế nên là khi mà ăn cái này phải khuấy lên rất là kỹ, không thể hút lên sẽ vẫn có cái mùi bột ở trong miệng. Khuấy lên thì là vừa ngon đấy. Ngon quá. Chân trâu cũng mềm rồi các bạn. Mềm rồi. Ngon dã man. Duyệt quá duyệt luôn. Quá ngon luôn. Xuất sắc. No rồi đấy, ăn nốt một cái nữa. Rồi chúng mình sẽ kết video thôi. Ăn thử cái bánh quy này nhá. Hình như là hơi có mùi vừng, mùi lạc gì vậy. Không ngon lắm các bạn ạ. Xong chép chép miệng một lúc này này thì lại cảm thấy nó có mùi mỡ nó đọng ở trong miệng. Ăn rồi đến miếng thứ 5 là thấy nó hơi ghê ghê, hơi lợm giọng. Không ngon các bạn. Thôi, dẹp đi, chả ngon gì cả. Nhạt nhẽo. Cái này tuyệt vời. Tuyệt vời không bao giờ luôn. Trong bụng mình hình như nó đang gợn sóng thì phải. Đau bụng sao không nhỉ? Ok, bỏ qua đi, ăn nốt đã. No dã man luôn. Nhìn cái bãi chiến trường này này, te tua hết cả rồi. Ok, và vừa rồi thì mình đã vừa thử một số những cái món ăn mà mình order trên Taobao. Mình đã nhặt ra được một số những cái món mà thấy nó rất là ngon mà mình nghĩ là mình sẽ mua và tiếp tục ăn nó. Nhưng mà cũng có một vài món thì nó là... không bao giờ có ngày gặp lại. Nói thật với các bạn là mình đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi mà quyết định quay cái video này. Bởi vì là cái mặt mình và cái tính mình khi mà ăn phải đồ ăn mà mình không thấy ngon ấy, là cái mặt mình nó khó ở vô cùng ấy. Thế nên là trong cái video này, nếu như mà các bạn có bắt gặp được cái cảnh nào mà mặt mình nó đang hơi khó ở ấy, thì các bạn hãy coi đấy là một cái gì đó vui vẻ đi nha. Và hãy cắt lại màn hình gửi cho mình để chúng mình vui với. Ok, và video ngày hôm nay của chúng ta đã hết. Nếu như mà bạn thích những cái dạng video trên kênh của mình, hãy ấn sub cho kênh và ấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Và nếu như mà bạn thích cái video này nữa thì hãy ấn nút like cho video. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.